Hôm qua ngày 21 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ bắt giữ một con hổ nặng 250kg trong nhà của Đinh Nhật Nghệ, sinh năm 1972, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Trong ngày 21 tháng 1, Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Đinh Nhật Nghệ để làm rõ về nguồn gốc của con hổ, giá mua hổ cũng như mục đích của việc Nghệ mua hổ về nhà. Một cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện vụ việc này được giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế thụ lý và chủ trì điều tra vụ việc. Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Diệm cho biết, ở địa phương, gia đình ông Nghệ chủ yếu làm nghề nông. Ông Nghệ có nuôi thêm một ít hươu để lấy nhung bán. Nhà ông Nghệ có hoàn cảnh bình thường, ba con đã lớn. Hôm trước, công an tỉnh về làm việc trong đêm và không báo qua xã, nên xã không nắm rõ thông tin sự việc. Hiện công an vẫn đang làm việc với chủ nhà, ông Sơn nói. Trước thông tin về việc gia đình ông Nghệ có thỉnh thoảng nấu cao động vật bán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Diệm cho biết, hiện ông chưa nghe thông tin này nên không rõ thực hư sự việc. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an huyện Hương Sơn kiểm tra tại nhà Đinh Nhật Nghệ, phát hiện tại khu nhà vệ sinh có một cá thể hổ nằm bất động. Tại hiện trường, cá thể hổ này nặng 250kg đã chết, nằm trên tấm bạt lớn. Cạnh đó, công an phát hiện có một nồi hơi và dùng nhiều dụng cụ để nấu cao. Thời điểm công an vào kiểm tra, ông Nghệ và vợ không có mặt ở nhà. Trong nhà lúc này chỉ có con trai và hai người đàn ông trú tại tỉnh Nghệ An. Những người có mặt này khai không liên quan đến sự việc trên. Đến trưa ngày 20 tháng 1, sau khi được vận động thì ông Nghệ đã đến công an để đầu thú và khai nhận mua cá thể hổ này từ Nghệ An để phục vụ việc nấu cao. Sau khi lập biên bản, cơ quan công an đã đưa cá thể hổ trên về công an huyện Hương Sơn bảo quản và tiến hành điều tra. Lãnh đạo chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc con hổ. Do hổ đã chết, nên phương hướng xử lý sẽ được giao cho cơ sở khoa học nghiên cứu hoặc tổ chức tiêu hủy theo quy định pháp luật.